Xin chào các bạn, chúng tôi đến từ kênh Kỳ TV và ngạn ngữ khó câu của đất chiếc là tốt nhưng mà tốt nhưng của rẻ đẹp rồi. Đúng rồi, vâng, và đây chúng tôi sẽ có một minh chứng ví dụ để minh chứng minh cho các bạn hàng trên mạng và hàng thực tế nó khác xa được như nào. Vâng, nào anh Huy đang sao trong đây nhiệm vụ gì? Trang trí cái không? Và anh Huy cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta 185.000 tiền đồ trang trí. Wow, 185.000 không phải là con số lớn nhưng chúng tôi có hy vọng nhận với 180 rồi, hôm nay mới có các đúng rồi. Và đây một chiếc khăn tay thời thượng. Oh no, đây chính là đồ trang trí, đây chính là đây là thứ mà chúng tôi đi mua lại, còn đây là thứ mà anh Huy đã đặt về mất một tháng. Các bạn hiểu không? Đây là một sự tương quan lực lượng ấy. Đây, mọi người nhìn nhá, đẹp không? Vậy trống ấy, trang trí gắn một cây ấy, không sợ đâu. Biết bên trong phải là gì không? Nó nhìn có giống, nhìn có giống cái bìa, cái bìa các tông cắt đâu? Nó chính là cái đấy. Đây, hai mảnh đấy nữa, nó tự bong ra. Còn đây chỉ là một miếng xốp. Táo bạo.com. À đây đây đây, một cái màn nữa. Thiệp đâu rồi? Thiệp đâu? Xốp này như xốp rỗng bây giờ. Đây các bạn biết này, cái thiệp đây là cái thiệp để gắn trên cây hông ấy các bạn. Đấy, nhưng mà cái kích cỡ của nó ấy vô cùng khủng khiếp. Chúng ta thiệp cho người tí hon. Anh Huy, ngoài mua đồ này ra, anh phải mua cho em một bộ phận nữa, đó là cái kính lúp để em có thể thấy mọi thứ nó. Đây là ngôi sao của anh Huy đặt được trên Tao Lao. Và đây là ngôi sao bọn mình đi mua lại hết 40.000. Vâng, anh nhìn đây. Và thậm chí cái này không cắm được vào trên hông ấy các bạn. Đây này, không cắm được ấy. Đây phải dán băng dính. Nó không đủ to để cắm vào trên hông. Nó phải như thế này ông đây. Thôi ông già Noel rồi. Ừ đây, và đây là ông già Noel của anh Huy. Đây, ông già Noel đỉnh cao. Trông như thằng chết trôi. Ngôi sao chúng tôi không hiểu đây là cái gì luôn. What? Chổi long chả chả. Thì theo, đây là cái gì? Lại chúa trên cao tôi đang mong mắt. Đây, con là... Không hiểu sao, anh phải hiểu cái này. Đây là nó bao nhiêu rồi? Đây có phải là 2018 rồi không? Đây là cái bìm tai đi ngủ. Đây cái gì? Đây là bi sắt ở đừng sân Mỹ Đình. Đây là bi ở sân Mỹ Đình. Vấn đề ấy là trước đấy anh cứ kỳ vọng. Ui, anh đặt đồ hết cho bọn em rồi. Rồi, có hết rồi, em hàng không phải mua gì lắm, hết. Táo bạo, xịn lắm. Táo bạo thì giờ number one. 185.000. Lung linh luôn. Vâng, cái này là mình mua, mới mua. Mới mua đây. À, cái này là mới mua. Đây là hàng, đây là hàng của mình. Đây là hàng, đây là hàng chợ Đồng Xuân. Và hàng táo bạo. Đây là châu Á và đây là châu Phi. Các bạn có thể hiểu được cái sự khác nhau đúng không ạ? Khi mà mua hàng ở Tao Bao thì đó là xuất xứ từ đồ Trung Quốc, thường có xuyên có sự tác động của hóa học nên nó bị teo nhỏ lại như này. Cho tiêu chuẩn là đây, các bạn cần phải nhớ ý. Nhớ nhá, đừng có ham rẻ nhá. Và cái chống này mà khi chiến thắng U23 nhá, là đánh là kêu lắm đấy. Mình nghĩ là đánh là chất lẻ. Vâng, và tôi tưởng tượng sẽ đặt cái này. What the hell? Đây người ta gọi là những chi tiết nhỏ anh ạ. Cái này gọi là gì ạ? Chú trong biến mắt. Bới lông tì vết phải ra mất. Này cái này đặt đúng kiểu là họa mi tập hot. Phượng gáy trời nam ấy. Trông hèn không thể chịu nổi. Thế nhìn thấy cái ông già Noel trên cây ấy, nó còn kiểu như là nó dễ nhìn thấy hơn là mụn trên mặt thằng Chiều. Cái đi. Số này sẽ ở đây và chúng tôi sẽ trở lại với số tiếp theo ngắn hơn số này. Đang quay cái chân của cây thông này chưa? Trời ơi, trông cái giá quay quần áo, trời không thể tin nổi, trông cái áo quay quần áo không? Trời ơi, tin được không? Không tin được, tin được không? Nào chào các khán giả đây kìa, đừng bỡ sức này vào. Mình là phải có cái gì ạ? Cái nhìn khách quan, cái khách quan. Sự trung lập của mình. Và qua cái này, qua phóng sự này, phải học ra. Bài học gì đây? Thôi. Gọi là chăm nghe hỏng một thấy, chăm thấy hỏng một sờ. Đến đây mua sờ thử, tặng mua. Ôi, oh, wow. Ngôi sao đây là... Đây là... Ngôi sao xin lỗi Huy đây. Xin lỗi Huy đây. Đây là hàng quấn kèm. À, ngôi, nhưng mà ngôi sao này mình bánh tháng rồi. Cái ngôi sao kia nó phải hình này. Ngôi sao này nó có cái gì? Ngôi sao xin phỏ, ngôi sao bánh đây, đây là ngôi sao chứ. Đây là hình ngôi sao, nhưng ngôi sao này bằng cái gì này? Bóng cái gì mà ngôi sao?